ly 1, 2, 3. Chào lại tất cả anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình test cái bàn mixer Yamaha 8 Line tích hợp Bluetooth và cái mic Isika AT100 cùng với cái bộ đầy đủ bộ quay livestream cho một anh bạn khách ở Bình Thuận. Và đây là cái cách kết nối của mình. Ở đây là cái kết nối qua mic nha. Mình giảm bớt cái này. Đầu tiên đây là mình kết nối mic 2 nè. Mic 1 cũng được, mic 2 cũng được, tùy kết nối mic nào. Đây nó có 8 line mà, 8 line mic và 8 cổng line mic gia đình, 8 đường line mic gia đình. Rồi ok. Thì ở đây là nó có cách chỉnh. Rất là nhiều clip mình đã hướng dẫn rồi. Mình hướng dẫn rất là nhiều clip cho mọi người tham khảo rồi. Thì cách chỉnh nó như thế nào nó có đủ. Đây mình hướng dẫn lại nha. Đầu tiên ở đây là cái bảng đèn led nè, mình kết nối Bluetooth, kết nối Bluetooth qua điện thoại để lấy nhạc. Rồi ok, đây là những cái nút, đây nút menu nè, mở Bluetooth ra để mình ấn nút play cho Bluetooth nó chạy, xong rồi mở Bluetooth trên điện thoại để kết nối thôi. Ở đây là âm lượng tổng, vừa nhạc vừa mic nha. Đây là âm lượng của echo. Ali đó. Bạn có thể chọn thoải mái, echo nhiều ít, dài ngắn, vang vọng dài ngắn ở nằm đây, 1, 2, 3 nút này. Và tất cả những nút xanh này đều là echo hết nha. Khi chúng ta kết nối nhạc Bluetooth thì bạn ấn nút này. Ấn cái nút này xuống nó sẽ cho bạn chỉnh bằng hai đường này. Chỉnh nhạc hai đường này rất là hay. Chúng ta có thể tùy chỉnh bass shape cho nhạc hai nút này. Nếu mà chỉnh hai lúc này thì âm nhạc sẽ rất là hay nha mọi người. Đây chỉnh chết nè. Ali 1. Chỉnh nhạc á. Xin lỗi. Đó, bass nhạc. Âm trung nè. Đó. Mọi người nghe ha. Này echo mình muốn nhiều hay ít mình tùy mình thôi, nó đơn giản vậy thôi. Ở đây mình hai ngõ ra, bạn thấy cái ngõ ra đây là dây kết nối livestream nè, mình gắn qua cầu dây chia tai nghe, thấy không? Đầu này mình kết nối dây livestream nè, đầu này mình kết nối tai nghe mình nghe nè, nghe để hát livestream. Rồi chỉ có cứ thế thôi, thế chúng ta livestream hát thu âm trên điện thoại thoải mái. Hai cái cổng này là hai cổng out ra main out ra cái cục đẩy á. Với một cái bàn mixer này các bạn không cần phải tốn kém gì nhiều. Một bộ loa, một cục đẩy. Cục đẩy nó đẩy ra được mấy loa thì bạn mua cục đẩy đó, và một cái bàn mixer này thôi, không cần mua gì thêm nữa, tốn kém. Chỉ có ba món thôi, bạn có thể dùng một cái dàn karaoke gia đình rất là hay luôn, rất là rẻ. Bạn nếu bạn đến cửa hàng của mình sẽ tư vấn cho bạn. Ví dụ như là một cặp loa 4 tấc, loa đơn 2 loa 4 tấc. Loa đơn 2 loa 4 tấc thì chúng ta có thể mua tầm 5 triệu. Tầm 5 triệu. Cục đẩy khoảng 2 triệu 8. Cục đẩy 24 sọ tầm 2 triệu 8, 3 triệu. Cái bàn mixer này 2 triệu 4 nữa. Chưa tới 10 triệu, một cái dàn karaoke gia đình rất là hay. Đúng không ạ? Nó có 6 triệu mấy, chưa tới 7 triệu nữa. Nó chưa tới 7 triệu mà chúng ta có một cái dàn
âm thanh nó vừa ý theo như ý của mình. Ok, giờ mình hát một đoạn cho mọi người nghe thử nha. Ly 1, 2, 3. Màu áo phong sương. Không hát được, này đang bình. Rồi ok, hồi nãy mình nói nhầm. Có nghĩa là nếu như một bộ karaoke mà luôn loa 4 tấc, loa đơn 4 tấc hai cái thì có thể trên 10 triệu. Cái tầm 11 triệu trở lại thôi, bạn có một dàn karaoke rất là hay rồi. Không cần chi mà 45, 50, 60 triệu làm gì cho nó màu mè. Còn nếu như bạn có loa rồi thì bạn cần mua một bàn mixer, một cục đẩy thôi. Một bàn mixer, một cục đẩy thôi là ok. Có như vậy thôi là hát ầm ầm. Tại vì ngày xưa thì chúng ta xài những cái dòng mixer như là mixer đi sự sự kiện, nó cần phải có vang số, có dàn lượng. Còn những cái bàn mixer này thì bạn không cần, nó có hiệu ứng, có echo, delay đầy đủ rồi. Chúng ta kết nối qua cục đẩy, nó đẩy lên loa là hát thôi. Ok, lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Ai quan tâm đến những sản phẩm này liên hệ với mình theo số điện thoại 0937381978, 0906041727 để được tư vấn rõ hơn nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều.